Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, Nhà Nông Phú Nguyễn. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Nhà Nông Phú Nguyễn trong suốt thời gian qua. Mình thấy trong thời gian qua thì có rất là nhiều bạn cũng quan tâm kênh của mình và hay comment kênh của mình để mà hỏi mình về nhiều cái câu hỏi để mà tư vấn cho tất cả các bạn đó. Thì mình cũng đã trả lời cho tất cả các bạn đó rất là nhiều, và mình cũng chia sẻ những cái gì mình đã tìm hiểu và những cái gì mình đã từng trải qua, thì mình chia sẻ lại cho tất cả các bạn, đặc biệt là cho các bạn mới lần đầu nuôi chim nhồng. Thì có nhiều bạn nói thì mình chia sẻ thì lời của mình nó chưa được hay, thì mình mong các bạn thông cảm. Vì thật sự là cái giọng mình nó không có hay như như người khác, cho nên là thật sự là mong các bạn thông cảm. Hôm nay đã là một tuần rồi mình mới làm video, mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Thì hôm nay thì mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn một cái câu hỏi khá là hay và mình đã nhận được trong tuần vừa qua. Rồi, để tránh việc mất thời gian của tất cả các bạn thì mình đi vào chia sẻ luôn. Có bạn hỏi mình câu hỏi như thế này: em thấy ở Bình Dương và ở trên Đắk Nông, Đắk Lắk á, thì nó có chim nhồng nó rất là to, tách của nó vàng đậm, miệng của nó là đỏ cam đậm, và tách của nó là màu vàng đậm. Còn ở miền Trung á, và ở miền Bắc á, thì em thấy là chim nhồng á, thì nó nhỏ con mà tách của nó là nó vàng nhạt, miệng của nó thì màu đỏ cam nhưng mà cam nhạt. Thì người ta gọi chim nhồng ở miền Trung và miền Bắc là chim nhồng sẻ, còn ở những nơi mà có chim nhồng mà có to con á, thì và cái tách của nó màu vàng đậm á, thì người ta sẽ gọi là chim nhồng bầu. Thì có phải là gọi như là đúng hay không? Thật sự ra thì mình đối với việc chim nhồng sẻ hay chim nhồng bầu thì mình nghe đã lâu rồi. Thường thì người ta hay gọi như vậy, nhưng mà thực tế ra chim nhồng bầu hay chim nhồng sẻ thật ra là đó là một cái tên gọi để mà nó kiểu là so sánh vậy thôi tất cả các bạn. Nhưng mà thực tế ra thì mình tìm hiểu về cái phân loại của chim nhồng á, thì mình được biết là chim nhồng á thì nó có 7 đến 8 phân loại chim nhồng. Mình hiểu cho nó rõ hơn là sẽ có là 7 đến 8 loại chim nhồng. Nói vậy cho các bạn hiểu. Và ở Việt Nam của mình á thì mình thấy có hai loại chim nhồng mà nó rất là phổ biến. Đó là chim nhồng tách vàng nhạt, miệng đỏ cam nhưng mà nhạt, thân hình của nó là nhỏ, và chim nhồng ở ở Đắk Nông, Đắk Lắk á, và ở Bù Đăng, Bù Đắp á, thì có chim nhồng, phân loại chim nhồng này nó sẽ khác nhau một chút, đó là tách của nó sẽ vàng đậm, miệng của nó là đỏ cam đậm và thân hình của nó khá là to. Đối với cái việc mà chúng ta thấy chim nhồng mà nó to con á, thường á, là mình đi tìm hiểu á, thì mình thấy ở nó ở Ấn Độ, trên một cái đảo đảo Ấn Độ, đảo này đảo lớn, người ta nói là đảo đảo lớn, thì nó mới có loài này nó sinh sống và thời tiết ở đó mới hợp với loài chim nhồng này. Tuy nhiên á, thì mình thấy ở Đắk Nông và Đắk Lắk, Bù Đăng, Bù Đắp thì cũng có một vài người nuôi loại này, nhưng mà mình không biết người ta cái nhập khẩu về người ta thuần nó hay không thì mình chưa rõ lắm. Nhưng mà mình thấy ở đây thì có vài người nuôi những loại này thì nó rất là đẹp. Còn phổ biến nhất về chim nhồng ở Việt Nam mình á, thì mình thấy chim nhồng mà tách nhạt, tách vàng nhạt và đỏ miệng, đỏ cam nhạt, và nó hơi nhỏ con.
thì ở Việt Nam mình thì nó khá là nhiều. Còn cái gọi nhồng bầu hay nhồng xẻ thì do cách gọi ở nước ta mà thôi. To con thì người ta hay gọi là nhồng bầu và nhỏ con thì người ta hay gọi nhồng xẻ. Nhưng mà thật ra thì tùy cái loại chim nhồng nó được sống ở cái thời tiết cũng như là ở những cái nơi mà nó ưa thích thì nó sẽ phân loại đó, nó sẽ sống ở đó. Đó cho nên á, ở tập tiếp theo thì mình sẽ nói cho tất cả các bạn rõ hơn về những cái loài chim nhồng nó sống ở đâu, là nó sẽ có màu gì và nó sẽ khác nhau ở điểm nào, để mà cho các bạn rõ nhìn được biết rõ hơn. Mình chia sẻ đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.